Vâng, cứ âm thanh xuất đổ xin kính chào tất cả toàn thể các bác nhá. Thì chắc là mấy ngày hôm nay thì các bác cũng đang khá là hot cái lô đẩy lắc của em đúng không ạ? Hiện tại này đẩy lắc này em đang rất là hot và em bán và nó rất là chạy. Một con đẩy với giá tiền cũng khá là cao, đương nhiên là hàng cao cấp thì giá nó khá là cao. Cái con lắc ISU 202 thì đang bán là giá là 5 triệu. Và con lắc R907 thì giá hiện tại đang đi bán với giá là 5 triệu 500 ngàn đồng. Đấy. Thì đương nhiên là với giá tiền này thì cũng có nhiều người tận cảm thấy là hiện tại là cũng chưa đủ kinh phí. Thì các bác vẫn muốn có một con đẩy công suất cao như thế này nhưng mà giá sẽ mềm hơn đúng không ạ? Ok, các bác cùng theo em ngày hôm nay em sẽ ra mắt các bác một lồng đẩy giá sẽ mềm hơn nhưng công suất bằng nhau. Ok, và các bác cùng xem, đó chính là đây. Đây chính là nhân vật chính trong ngày hôm nay. Nó chính là đẩy Mabosao. Đấy, một dòng đẩy thương hiệu của Đức. Kiểu dáng rất đẹp, form của Crown XLI, kiểu dáng rất đẹp các bác nhá. Kiểu dáng cực kỳ đẹp và sang trọng, chít áp là chít áp bi 100% xịn sò nhá. Đấy, form này thì các bác thấy là nó rất là hiện đại đúng không ạ? Form này rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp, và số lượng em không bao nhiêu các bác. Con này là công suất của nó là 700W một kênh ở 8 ohm và 1100W một kênh ở 4 ohm các bác nhá. Hai kênh. Đấy, chít nút khởi động nguồn và nó bấm ở giữa rất là tiện. Chúng ta không phải thoát ở phía sau hay là bên hông. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Thì con này nó chạy mạch Class H bản đời cao nhất hiện tại bây giờ đấy. Class H dòng mạch dán, dòng này nó tiệm cận với dòng đời Class D rồi. Rất là đẹp. Đấy, tiếng con này rất là sáng, rất là sạch. Cực kỳ sạch luôn, và đặc biệt nó con này thì nó rất là lành các bác nhá. Nguồn rất là lớn các bác, nguồn rất là lớn luôn. Và đặc biệt con này đã có cái vành khử nhiễu cho các bác luôn. Đã có vành khử nhiễu từ rồi. Đấy, cho nên là các bác thấy là nó sẽ ít bị ổn các bác nhá, rất là ít bị ổn luôn. Các bác nhìn thấy đây. Con này bộ mạch đây. Đấy, rất đẹp đây. Đang sáng quắc luôn. Xịn sò bác nhá. Con này sử dụng cho chúng ta là 4 tụ lọc. Đấy, 63V 12.000 mi. Tụ test bằng Zinet 100% có kiều gắn tụ luôn nhá. Đấy, bộ mạch đang sáng quắc các bác nhìn này. Thì đối với dòng mạch Class H các bác sẽ thấy là nó có một số đời thì những cái đời mà Class H mà bo lại bo cắm ấy, thì nó là đời đầu. Còn đối với những dòng mạch Class H mà đời mạch bị dán thì đó là đời sau, và đời sau này đời cơ cao cấp nhất bây giờ, và nó cũng là đời cuối của bây giờ đấy. Thì đối với những đời mạch này á thì nó có một cái ưu điểm là nó sẽ không bị sôi mạnh. Có thể là nó sẽ ít bị sôi. Các trường hợp mà cắm loa vào á mà chúng ta chưa cho công suất á thì bác sẽ thấy là dòng này là gần như nó sẽ không bị sôi. Có thể là dùng nó yên tĩnh, nó lặng lẽ, rất là êm, rất là sướng. Và cái dòng này thì đặc biệt là tiếng ra rất là sạch các bác nhá, tiếng sạch lắm, tiếng tép rất là sạch. Các bác hãy thử kiểm tra mà xem. Không tin bác là không có thể thử kiểm tra luôn bằng cách là gì ạ? Các bác sẽ lấy điện thoại, các bác cắm thẳng vào con đẩy này và cho ra loa luôn, đánh thô luôn. Thì các bác sẽ thấy là sử dụng một con đẩy này á, nó chất âm sẽ ra khác hoàn toàn với những con đẩy của Class AB hoặc những con đẩy kém chất lượng mà các bác đang xài. Con này nó sẽ sạch bong luôn. Và đặc biệt là cả ba dải bát trung tép á, nó mà sẽ lên được. Các bác vẫn sẽ nghe rõ tiếng tép rất là sáng. Trong khi đó các bác sử dụng một con đẩy Class AB đi chẳng hạn đi, đẩy mà các bác dùng chất lượng kém hơn đi, thì chắc chắn là các bác sẽ không nghe tiếng tép được. Tép rất là chán các bác, rất là bí, rất là khó chịu. Nhưng con này các bác sẽ nghe nhạc thô vẫn được. Đấy, đương nhiên là khi chúng ta không cắm vang vào để hiệu suất của đẩy nó không lên hết được. Nhưng các bác yên tâm một điều là tiếng nhạc vẫn hay như bạn nguyên thủy của bản nhạc luôn, rất là hay các bác nha. Đấy, thì với con lô đẩy này của em thì hiện tại bây giờ đấy số lượng em rất là ít các bác, đâu không đến chục con đâu. Và tất cả zin 100% từng cái dây nhá, từng cái rắc mọi thứ là zin 100% luôn, zin test 100% luôn. Đằng từng cái bo này, cái bo tín hiệu này, đấy mọi thứ này. Có sử dụng hai quạt tản nhiệt các bác nhá. Con này để chạy rất là mát. Đấy, các bác ở đây chạy ngày đêm thì nó vẫn rất là mát các bác nhá, nó không hề nóng đâu. Nó rất là mát các bác nhá. Cực kỳ mát luôn, và đặc biệt là chắc chắn là mọi người sẽ dùng con này thì yên tâm rồi, không phải lo nóng hay là do sử dụng lâu dài cứ sợ nóng quá hay không hay quá nhiệt, thì các bác hoàn toàn yên tâm về con này. Con này thì dùng cực kỳ bền. Với dòng Class H các bác biết rồi, dòng Class H là một trong những dòng mạch bền nhất hiện tại thị trường rồi. Class H và mạch LA thực ra hai con nó cũng là một thôi, nhưng mà chúng ta vẫn phân biệt về hai loại cho nó dễ. Thì đó, đây là dòng mạch hiện tại trên thị trường, nó là dòng mạch ổn định nhất. Phải nói một câu mà lại lần nữa là nó là dòng mạch ổn định nhất và bền nhất hiện tại ở trên thị trường, và chưa có một dòng mạch nào nó có thể vượt qua được cái độ bền của nó cả. Rất là bền các bác nhé, bền cực kỳ luôn, nó còn lành hơn cả là AB các bác đang dùng luôn, lành hơn rất là nhiều, bởi vì nó không sinh ra nhiều nhiệt,
đấy, nó sinh ra nhiều nhiệt đấy, nó không tổn hại đến các linh kiện nhiều, nó rất là mát các bác nhé. Đấy thì với con đẩy đây, hiện tại hiện trường các bác đang mua vào con đẩy của Lắc của em đang bán với giá được hơn 5 triệu với có công suất là 700W đúng không ạ. Thì ngày hôm nay các bác bỏ ra một con đẩy này 700W với giá chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Thời điểm này 4 triệu rưỡi là một cái giá rất là tốt các bác nha. Bình thường các bác mua cửa hàng em, nếu mà thời giữa năm đi, tầm giữa năm thì 700W chắc tầm khoảng độ 4 triệu thôi, chẳng hạn là thế. Nhưng mà đương nhiên là những thương hiệu khác nó không bằng thương hiệu này được, không bằng thương hiệu ba bộ sao này được. Nhưng ngày hôm nay các bác sẽ mua một con đẩy với 700W với giá chỉ 4.500.000 đồng. Zin Dead 100% em bao hay bao khỏe cho bác luôn. Đấy, đánh 2 đầu full 30 thoải mái nha. Hai con này đánh 2 đầu full 30 này nhẹ nhàng luôn kìa bác luôn. Đấy, với giá 4.500.000 giá tại cửa hàng bác nha. Đây là một cái giá rất là tốt hiện tại thời điểm bây giờ đấy. Thời điểm cận kề Tết, thời điểm mà hàng hóa là khó khăn và dịch bệnh rồi, cấm pin rồi, giá chi phí lên, đủ trò trên đời nó lên các bác. Nói chung là năm nay thì làm ăn rất là khó khăn, chắc mọi người đã biết rồi. Nhưng mà giá cả nó chẳng giảm cho mình chút nào cả, rất là buồn các bác ạ. Đấy, thì hiện tại em cũng không có nhiều bác ạ. Con này thì em chỉ có mấy con thôi, dưới chục con thôi. Thì nhiều bác nào đang thích con đẩy này hãy liên hệ ngay với cửa hàng âm thanh số độc rõ để chúng ta dinh con đẩy này về, chúng ta chơi Tết các bác nha. Đấy, số lượng rất có hạn và nhiều bác nào đang có nhu cầu hãy liên hệ với số điện thoại phía dưới màn hình đây ạ. Số là 0903 040590 các bác nhé. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt các bác.